cơ dành cho Văn Thanh. Cú dứt điểm bằng chân trái khá tốt của Văn Thanh. Tuy nhiên thì không thắng được thủ môn Nguyễn Tiến Anh. Cơ hội rất tốt dành cho Văn Thanh. Có thể nói là đối mặt với thủ môn nhưng cú đá bằng chân trái của Văn Thanh là quá hiền. Nguyễn Tài Lộc, Marco Simic. Và chuyền bóng cho Henry và đó là cú đánh đầu chính xác của Henry. Bàn thắng đã tới với cao thủ chủ nhà. Bóng bổng vẫn là điểm yếu của cao thủ Hoàng Gia Lai. Trong khi đó thì Long An họ có thế mạnh bởi hai cầu thủ ngoại binh to cao. Angri đã đánh đầu rúc mạnh ở cự ly gần giúp cho Long An vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0. Chúng ta xem lại tình huống chuyền bóng rất kỹ thuật vào cột xa của Huỳnh Quang Thanh. Quá hay. Tỷ số được san bằng 1-1. Tỷ số được san bằng 1-1 dành cho Hoàng Gia Lai. Như vậy là tình huống phạt góc và cao thủ Hoàng Gia Lai đã có được bàn thắng từ cú đá nhanh của Idekuchi. Bóng đã bật ra đúng chân của anh và đội trưởng của Hoàng Gia Lai đã dứt điểm chính xác. Sau bàn thắng của cầu thủ người Uganda Kesika thì cao thủ Long An cũng đã chơi rắn tương đối. A Hoàng đột phá. Dứt điểm. Tỷ số là 2-1 dành cho Hoàng Gia Lai. Văn Toàn đã ghi bàn. Rõ ràng là để cho bóng xâm nhập được vào vòng cấm địa là điều rất bất lợi cho Long An. Cao thủ Gia Lai ngay chỉ trong vòng ít phút thôi họ đã có được hai bàn thắng. Một màn solo của Văn Toàn. Rất đông các cầu vệ của Long An nhưng họ cũng không dám vào bóng rát để ngăn chặn Văn Toàn. Lắt léo, quá lắt léo. Một cú xỉu bóng rất kỹ thuật. Văn Toàn đã giúp cho Hoàng Gia Lai nâng tỷ số lên 2-1. Đánh đầu. Không vào. Như vậy là bóng đã tìm tới Trúc Sa Ngang. Những phút bù giờ rất hấp dẫn. Chúng ta xem lại tình huống bóng chạm xa của cao thủ Long An. Như vậy là cú đánh đầu, hai cú đầu liên tiếp. Đánh đầu, Marco Simic rất căng. Quỳnh đầu bật đất của Marco Simic. Bóng lại đi đúng vào hướng đổ người của Tô Vĩnh Lợi và anh đã ngăn chặn được pha đánh đầu này của Simic. Trần Hoài Nam không vào. Quá may cho cầu thủ Hoàng Gia Lai bởi Simic lại kết thúc hụt. Cao thủ Long An đã có được hai tình huống sóng gió về phía khung thành của Tô Vĩnh Lợi. Và đặc biệt đáng tiếc là tình huống này, tình huống kết thúc hụt của Simic, anh vào hơi sớm một chút. Hoài Nam là cầu thủ đã không chơi bóng tốt và đưa bóng vào lợi hại như thế này. Huỳnh Tấn Tài, Quang Thành, Hoàng Trọng, cầu dành cho Long An, vẫn còn không vào,
Quá hay, Tô Vinh Lợi đã xuất sắc đẩy được cú đánh đầu của Marco Simic. Chỉ trong vòng khoảng hơn 10 phút thôi thì cao thủ Long An đã gây ra vô vàn sóng gió trước cột thành của Tô Vinh Lợi. Và đặc biệt là những tình huống đó đều kết thúc từ phía Marco Simic. Nhưng đã là thời điểm ở phút thứ 65. Rất có thể đây sẽ là một thất bại của cao thủ Hải Phòng. Và điều này sẽ khiến cho cuộc chiến đua tới chức vô địch càng thêm bất dẫn, bởi sẽ mở ra cơ hội dành cho Hà Nội TVT. Vẫn còn, không vào. Minh Vương đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong trận đấu này. Quá nhiều cơ hội, ít nhất là phải 5 tình huống dứt điểm của anh, trong đó có 2 tình huống dứt điểm tương đối thoải mái trong hiệp đấu thứ hai. Một lần nữa chúng ta xem lại pha đi bóng rất cố gắng của Văn Toàn. 2 cú dứt điểm từ chân của Văn Thành và sau đó là Minh Vương. Nếu như ngày hôm nay cao thủ Hoàng Gia Lai mà để hòa hoặc thua thì họ chỉ còn tự biết trách mình mà thôi. Văn Toàn dứt điểm, tỷ số là 3-1 cho cao thủ Hoàng Gia Lai. Bàn thắng của Văn Toàn tuyệt vời. Khi mà cầu thủ Long An đã chủ động đẩy cao đội hình thì những tình huống băng tốc được coi là sở trường của Văn Toàn. Một cú băng tốc rất nhanh của anh và kết thúc gọn gàng. Bóng đã dội sang ngang bật vào lưới của thủ môn Nguyễn Huỳnh Quốc Cường và giúp cho Hoàng Gia Lai có bàn thắng thứ 3. Sau nhiều tình huống bỏ lỡ thì cầu thủ Hoàng Gia Lai đã có được bàn thắng vào lưới của Long An trong hiệp đấu thứ 2. Văn Toàn vẫn là Văn Toàn, cầu dành cho Minh Vương, cú gửi bóng quay không vào. Hậu vệ của Long An đã phá bóng an toàn. Chúng ta xem lại pha bỏ lỡ cơ hội rất đáng tiếc của Minh Vương, một cú gửi bóng không khác gì Ronaldinho. Rất ngẫu hứng. Chiến thắng này đã giúp cho Hoàng Gia Lai có được 24 điểm. Họ đã có lợi thế rất lớn để có thể ở lại với V-League một cách an toàn.